Bà Thi xin kính chào quý khán giả, cảm ơn quý khán giả đã giữ màn hình và trở lại với chương trình tiếp theo là chúng tôi gửi, gửi đến quý vị cái sản phẩm là uh, thụy điện đắng gọi là Swiss Beer. thì Nina biết ở uh, trong cái phương thuốc của. Uh, cái thuốc bắc của cái cái Việt Nam của chúng ta ngày xưa mà bà thi còn nhỏ đó mẹ hay cho uống thuốc bắc thì uh, Nina biết là trong đó có cái vị đắng khó uống lắm yeah. nhưng mà nó rất là giả tật quý vị quý vị biết không khi chúng tôi uống được những cái vị đắng này vô đó thì chúng tôi phiêu được ngay là chúng tôi cảm thấy là cái 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 đường ruột của chúng tôi nó có thể là nó clean up cho chúng tôi ngay lập tức cái gì mà trong trong cái đường ruột của chúng ta mà nó bị ứ động lại thì nó, nó 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 clean ra cho chúng ta rất là hay có nghĩa rằng là thuốc ở Swedish Bitter này sẽ giúp cho hệ thống tiêu hóa cũng giống như là thanh lọc cơ thể mà chúng ta đã nghe nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua là detox thì uh, với cái uh, sản phẩm mà người việt nam của chúng ta rất là quen thuộc gọi là uh, thuốc thụy điển đắng yeah. uh, Swedish Bitter này sẽ giúp như thế nào thưa chị bảo thi cảm ơn rồi, thưa quý vị khán giả cái Swiss Vider này đó thì nó giúp cho chúng ta là lọc gan nè rồi nó giúp cho những người mà bị đau nhức uống cũng hết à, trong uống ngày thoa nha quý vị cái cái chai thuốc Swiss Vider này rất là đặc biệt quý vị trong uống và ngoài thoa quý vị có thể thoa được và quý vị có thể uống được hai công dụng một lúc đúng như Nina nói thuốc đắng giả tật nó đắng quý vị nhưng mà lần đầu tiên quý vị uống quý vị sẽ thấy khó chịu nhưng mà khoảng lần thứ ba thứ tư là quý vị thấy nó bình thường nó còn dễ ăn hơn là khổ qua quý vị nào đã ăn khổ qua à, sống mà đắng đó thì cái này nó chỉ đắng bằng nửa cái khổ qua sống thôi thì cái tác dụng của nó là nó giúp cho chúng ta lọc gan và những người mà bị đau nhức mệt mỏi hoặc là những người mà bị yếu mật á thì nó cũng giúp cho chúng ta luôn trong cái công thức của của bà Maria rất người ta làm ra cái cái, cái sản phẩm này đó thì uh, nó có 11 loại dược thảo Nina Thì trong 11 loại dược thảo Bằng các loại rễ và lá cây Thì tất cả đều nó có 11 vị này đều có vị đắng hết Nếu mà chúng ta uống Thí uh, dụ trong đó có um, lô hội Thì chúng ta uống một cái lô hội nó đắng Nhưng mà nó không có chữa được nhiều bệnh Nó chỉ giúp cho ra lọc gan hay là mát gan thôi Nhưng ở trong đây đó Nó 11 loại thì nó có những cái đắng Mà để giúp cho cơ thể chúng ta chữa được hoặc là giúp hỗ trợ được các thứ bệnh khác Ở trên những cái giấy tờ của hãng gửi xuống cho chúng ta để mà Nina và chị Bảo Thi gửi đến những thông tin đến cho quý vị về thuốc thủy điện đắng Swedish Bitter này là chúng tôi chịu mọi rủi ro nhưng lợi ích thì là của bạn tại yeah. sao mà công ty dám bảo đảm đến cho quý vị những cái lời đó là tại vì công ty trong suốt một thời gian khá dài đã có thành thành công đã có những cái trường hợp mà quý vị cũng thấy trực tiếp ở trên truyền hình là khi mà dùng cái loại thuốc Swedish Beater này. Một trong những cái thành phần rất là tốt mà Nina vừa mới được chị Bảo Thi bật mí đến cho chúng tôi được biết đó là phần tỏi gấu. Chị có thể chị nói một tí xíu cái phần tỏi gấu này chị Bảo Thi. Cảm ơn Nina rất là chu đáo. À, mặc dù là chúng tôi đã nói chuyện trước với nhau nhưng mà suýt chút tí nữa là Thi quên mất cái chai tỏi gấu này. À, cái tỏi gấu này đó quý vị người ta làm bằng cái lá tỏi mà cái lá tỏi này đó tại sao gọi là tỏi gấu à, con gấu nó ngủ mùa đông nó ngủ tới 6 tháng mùa đông lực khi mà nó thức dậy cái thức ăn đầu tiên mà để nó ăn đó thì là cái lá tỏi này đó thì tại sao mà mình nói cái lá tỏi gấu nó tốt là tại vì khi mà trong 6 tháng cái cái bao tử của gấu nó không có một cái thức ăn nào gì ở trong đó hết mà khi nó thức dậy nó ăn cái lá tỏi này để nó clean up lại cái toàn bộ cái cái hệ thống tiêu hóa của gấu, cho nên khi người ta làm cho chúng ta một loại rượu, rượu thuốc tỏi này đó, thì quý vị thấy là nó giúp cho chúng ta những người mà bị cholesterol nè, những người bị cao máu nè, những người mà bị uh, giống như là tiểu đường đó, thì nó giúp cho chúng ta nhất là những vị nào mà nên mua một chai ở trong nhà khi mà uh, nhà của Nina hoặc là uh, có người lớn hay con nít ăn một cái thực phẩm nào đó mà vô tình chúng ta không biết được là nó có hóa chất độc hại trong đó thì chúng ta ăn vô nó bị gọi là bị uh, bị uh, uh, food poison hoặc uh, uh, là bị stomach flu yeah, nếu đó. mà cái bụng của mình yếu quá này, sẽ bị đau bụng, đau bụng uh, sẽ cảm thấy buồn nôn, khó chịu, ối. Rồi đó là ngộ độc, nó gọi là ngộ độc, ngộ thức, độc ăn. thức ăn, thực phẩm, ngộ yeah. độc thức ăn đó thì chúng ta uống ngay một muỗng này vô thì nó lấy ra ngay cho chúng ta Ừ. nó cho chúng ta ói ra hết những cái ngộ độc đó yeah. rất là tốt khi chúng ta có một chai rượu tỏi ở trong nhà giúp được các thứ bệnh và cái quan trọng là những người lớn tuổi như chúng ta thì nên uống cái này là tại vì nó giúp cho chúng ta được cái bệnh là sơ cứng động mạch mà cái bệnh sơ cứng động mạch ở các người lớn tuổi rất là nguy hiểm quý vị nó nguy hiểm lắm nếu quý vị nào mà không uống được rượu thì chúng ta có ngay cái thuốc viên cái viên này chúng ta có 90 viên ở trong một lọ một ngày đó thay vì chúng ta uống một muỗng cái Swiss Beard này một lần một muỗng cà phê một ngày ba lần nếu quý vị nào uống được hai lần đó thì uống hai muỗng canh còn uống ba lần thì chúng ta nên uống ba muỗng cà phê còn nếu mà không uống được rượu thì chúng ta mua ngay cái loại viên này người ta đã làm sẵn cho viên cho chúng ta một ngày chúng ta ba lần mỗi lần một viên cũng như cái loại một loại mà đơn giản nhất là concentrate nếu chúng ta đi ship về Việt Nam cho quý uh, bà con của chúng ta thì nó có loại concentrate này đó nó nó làm từ một chai dưới 500 ml này tức là 750 ml. Yeah. Dạ, chai chai lớn này thì nó là người ta concentrate lại cho chúng ta thành có 70 ml thưa quý vị nhỏ như là thuốc đỏ nhỏ mắt vậy đó. Chúng ta mỗi mỗi ngày chúng ta uống 3 giọt mỗi mỗi lần một giọt thôi. Nó nó thay thế cho một muỗng cà phê rất là tốt. Ngay cả rượu tỏi một ngày chúng ta chỉ cần uống một một muỗng tới hai muỗng cà phê không nên uống quá nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. Trong cái squid Cider này người ta có làm ra cho chúng ta hai loại xà bông nó bằng cái uh, dược thảo squid Cider luôn. Thì thứ nhất là xà bông để chúng ta tắm những quý vị nào mà bị trên da mình bị ngứa, bị khô, bị ghẻ thì chúng ta có thể tắm được cái xà bông này và nó giúp cho chúng ta ngay khi chúng ta đang ngứa hoặc là chúng ta đang là bị khô da thì nó giúp cho chúng ta liền cái thứ hai là xà bông gội đầu nó xà bông gội đầu chứ hồi nào giờ thi thấy toàn là shampoo là nước không liquid không thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị một cái cục xà bông của cái Swiss Feeder gội đầu như quý vị xà bông cục mà gội đầu rất là hay và khi chúng ta gội thì chúng ta sẽ thấy tóc chúng ta đỡ khô và chúng ta sẽ thấy là mượt mà khi trên da đầu của chúng ta bị khô cái tóc. quan trọng là không ngứa thì chị bảo không thiệt. ngứa đúng thì với những cái xà bông của Swedish Peter này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều và một lần nữa hãy gọi ngay hoặc là quý vị hãy ghé ngay đến iShop LS TV ở số điện thoại là 866 328 34 qua 4 hoặc quý vị có thể ghé đến iShop LS TV địa chỉ là 9191 Bosa Avenue uh, Westminster quý vị đối diện với Phước Lộc Thọ quý vị cứ đi vô chợ ở Đông Ngó phía tay trái nhìn lên lầu thấy Lido Sài Gòn TV là iShop nằm trong Lido Sài Gòn TV Dạ, yeah, cảm yeah. ơn chị Bảo Thi Và chương trình đã hết giờ nên hành ra chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị uh, trong chương trình mua sắm trực tuyến trên iShop TV Điện thoại 1866-328-3434